Hello, chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nhé. Thì video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một con quét mà mình đã kiếm được khoảng gần 30 triệu trên đây này nha mọi người. Gần 30 triệu trên con quét này. Đó, và đa số là mình kiếm miễn phí nhá. Mình chỉ đầu tư một ít để mình rút hàng ngày thôi. Còn lại là mình đi mời bạn bè nhá. Thì các bạn cũng có thể thấy đây. Bây giờ thì mình có thể được rút là 193 TRX này. 193 TRX này thì giá đỉnh điểm của nó thì nó khoảng vào gần 20 đô nhá. Còn giá hiện tại bây giờ thì nó khoảng là 10 đô nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Sau đó thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như kiếm tiền nha. Ok nha mọi người, thì để đăng ký tài khoản các bạn sẽ click vào link mình để dưới phần mô tả của video nhá. Nó chuyển bạn đến cái giao diện thế này và bạn đăng ký cho mình này. Số điện thoại, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu này. Và cái mã ở đây nhá, sau đó các bạn gửi đi. Như vậy là các bạn đã đăng ký được một cái tài khoản rồi. Hết sức là đơn giản thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi luôn vào app và hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như cách kiếm nhiều tiền nhất trên những cái con trên web này nha. Ok nha mọi người, và cuối video thì mình sẽ quay ra zoom và tặng quà cho mọi người nhá. Đó, thì con quét này có tên là TRX.blue nha mọi người, TRX.blue này. Thì con này đây mình sẽ cho các bạn xem cái thông báo đấy. Thông báo của nó thì là nó cập nhật mới nhất là ngày 11 tháng 9 nha mọi người. Có nghĩa là bây giờ thì là nó cũng đã khoảng 3 tháng rồi nhá. Nó đã khoảng 3 tháng, hơn 3 tháng rồi. Và nếu như mà bạn nào mà theo mình từ cái lúc mà mình làm video đầu tiên cái con quét này thì mình làm video gần như là đầu tiên luôn nha mọi người. Đó, thì các bạn theo mình từ đợt nó ra đến bây giờ thì các bạn đã nhân 3, nhân 4 tài khoản này nhá. X3, X4 rồi. Và bây giờ thì nó vẫn là uy tín, rất là uy tín nha mọi người. Và rút tiền vẫn rất là ok nha. Đó. Và những cái con quét như thế này thì các bạn sẽ không phải đầu tư nhiều. Các bạn chỉ cần đầu tư một ít chút ít thôi là các bạn cũng có thể kiếm được tiền rồi. Cũng như là các bạn mời bạn bè thì hoa hồng của nó đây cũng khá là cao nha mọi người. Hoa hồng nó cũng khá là cao. Và nó cho mọi người rút cũng rất là cao nha. Từ 5 TRX đến 30.000 TRX là nó cho các bạn rút 3% này. Nhưng mà con này thì nó cực kỳ là uy tín thôi. Đó. Còn hàng ngày đây thì các bạn sẽ vào đây các bạn nhận cái khai thác trên nền tảng đám mây này thì các bạn được là 5% nha. 5% này. Các bạn sẽ nhận ở đây. Các bạn sẽ nhận đây nhá. Đó. Còn về đầu tư nha mọi người. Và đầu tư thì nó mới update lại là nó cho các bạn đầu tư theo chu kỳ nữa nha. Đấy, các bạn có thể là kích hoạt tài khoản như mình để rút tiền hàng ngày. Hoặc là các bạn cũng có thể đầu tư theo chu kỳ này. Còn chu kỳ của này thì nó cho các bạn cũng khá là cao đấy. Đây thì các bạn cũng có thể xem ở đây nhá. Đây này, gói 7 ngày đây thì nó cho các bạn là 2% nhá. Có nghĩa là các bạn đầu tư vào, ví dụ như các bạn đầu tư vào 1.000 TRX thì trong vòng 7 ngày. 7 ngày là các bạn sẽ được là mỗi ngày là 2%, trong vòng 7 ngày thì các bạn rút được cả gốc cả lãi nhá. Cũng như gói 60 ngày này thì các bạn được là 5% này, 90 ngày thì được 6% và 180 ngày thì được 8% nha. Đó, rất là đơn giản nữa thôi. Đây, còn nếu như chia sẻ thì các bạn click vào phần chia sẻ cho mình này, chia sẻ này. Sau đó các bạn sẽ sao chép lại cái đường dẫn này và các bạn mời bạn bè nhé. Đó, cái phần chia sẻ này nó rất là quan trọng, thì mình sẽ cho các bạn xem cái đội của mình nhé. Đây thì các bạn có thể thấy cái đội của mình này. Và mình cũng đã mời được 174 người nhá. 174 người. Level 2 thì mình mời được 25 người. Đó, thì nếu như mà người ta đầu tư để người ta rút lãi hàng ngày ấy, thì là các bạn sẽ nhận được là 13% nhá, 13%. 13% cho level 1 và 25% cho level 2 nhá. Đó. Và 5% cho level 2. Và 2% cho level 3 nha mọi người. Đó, đấy thì các bạn cũng sẽ chia sẻ này nhá, chia sẻ lại cái đường dẫn này và mời bạn bè chơi thì nó rất là ổn nha mọi người. Chứ nó không như những cái con web scam đâu. Nó chạy được 3 tháng rồi thì rút rất là ngon. Nếu như các bạn nào chơi từ đầu thì các bạn nhân 3 nhân 4 tài khoản này nha. Đó. Còn để kích hoạt tài khoản lên để rút tiền hàng ngày nhá thì các bạn sẽ click vào phần đây cho mình này. Click vào đây. Sau đó các bạn sẽ chọn này. Đây là tài khoản cơ bản, có nghĩa là các bạn sẽ kích hoạt một lần hoặc là 2 lần hoặc 3 lần là tùy các bạn. Đó, thì các bạn sẽ nạp vào ít nhất là 5 TRX nhá để rút tiền hàng ngày. Còn đây là cái tài khoản đầu tư, có nghĩa là đầu tư theo chu kỳ. Đấy, thì các bạn sẽ chọn đây. Còn nếu như các bạn muốn kích hoạt tài khoản nên để rút tiền hàng ngày vĩnh viễn thì các bạn click vào đây cho mình này, click vào đây nhá. Sao chép lại cái đường dẫn này, sao chép lại cái địa chỉ phí này. Sau đó các bạn sẽ về ứng dụng chứa TRX nhá. Ok nha mọi người, thì các bạn sẽ chọn cho mình là tròn này, chọn cho mình nhá. Sau đó các bạn sẽ chọn gửi cho mình này, gửi nhá. Dán địa chỉ này, dán địa chỉ phí các bạn vừa copy này,
chọn số lượng này, ví dụ như mình nạp vào là 100 TRX đi. À, 100 TRX này, chọn tiếp tục này. TRX thì bây giờ nó chỉ khoảng là 100.000, hơn 100.000 tiền Việt nha mọi người. Đó là các bạn sẽ quay trở lại ứng dụng cho mình nhá, quay trở lại này. Và click vào đây này, đã hoàn tất quá trình nạp tiền rồi nhá. Đã hoàn tất quá trình nạp tiền. Như vậy là các bạn chỉ cần đợi tiền nó về thôi. Thì 100 TRX này thì là nó chỉ khoảng là hơn 100.000 tiền Việt Nam nhá, hơn 100.000 tiền Việt Nam thì các bạn cũng có thể đầu tư được, vì giá giờ TRX bây giờ nó đang giảm rất là mạnh, thì các bạn có thể là tìm những ứng dụng các bạn gửi vào đây, sau đó là các bạn rút hàng ngày, các bạn tích vào, lúc nào giá nó cao thì các bạn có thể là bán ra. Đó, đấy cũng là một cách kiếm tiền nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem tiền đã về chưa nhá. Tiền nó về thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm rút tiền nhá. Đó, đây là cái phần Prova, đây thì các bạn có thể thấy này, đây là cái phần Prova nha mọi người. Đây là cái phần mà các bạn thu nhập được thì nó sẽ hiển thị ở đây nha. Và các bạn cũng có thể xem này, xem những cái ngày các bạn nhận được bao nhiêu nhá. Đây thì các bạn cũng có thể xem nhá. Đây là mình được cộng rất là nhiều TRX từ việc mời bạn bè nha mọi người. Đó, rất là nhiều luôn, 176 này, 13 này, 5 này, đấy rất là nhiều nhá. Thì các bạn cũng có thể xem ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ xem nhá. Ok thì tiền nó đã vào rồi nhá. Bây giờ mình có là mình đã nạp vào đây là 280 TRX để mình rút hàng ngày nhá. Và cái 280 TRX này thì mình sẽ được rút là vĩnh viễn luôn cái số TRX này của mình nhá. Rồi để rút thì các bạn vào phần withdraw cho mình này, withdraw này. Đó thì bây giờ mình có thể rút được là 8 TRX nhá, 8 TRX mỗi ngày. Thì mình không muốn rút 8 TRX này thì mình có thể là rút đây, mình có thể rút là 193 TRX này nha mọi người. Đó, 193 TRX này thì mình sẽ chọn này. 193 nhá, 193 TRX này. Sau đó là nhập mật khẩu nhá, nhập mật khẩu này. Ok nha mọi người, click confirm này. Rút tiền thành công nha. Đó, rất là đơn giản rồi thôi. Thì, ngày hôm sau thì mình lại vào mình rút tiếp nhá. Đó, ngày hôm sau thì mình vào mình rút tiếp. Đây các bạn có thể thấy này. Cộng 193 TRX luôn nha. Rất là nhanh luôn. Đó, thì link tham gia mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Mọi người quan tâm có thể click link và đăng ký tài khoản cũng như là tìm hiểu và chơi nhá. Rồi, thì bây giờ mình xin dừng video và quay ra room tặng quà cho mọi người nhá. Ok nha mọi người. Mình sẽ chọn người may mắn nha. Video mới nhất của mình có bao nhiêu đây, 98 lượt bình luận hợp lệ này, thì mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn để tặng quà nha. Rồi bạn thứ nhất là cô bé bán diêm này, bạn này liên hệ mình tặng quà cho bạn nha. Mình sẽ chọn một người nữa nha. Năm mới Tết đến này, hai bạn này liên hệ mình để mình tặng quà cho các bạn nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Anh em nào muốn nhận quà từ mình thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại cho mình một lượt bình luận nha. Ok, bye bye.